Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Hôm nay mời các vị lắng nghe Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Phạm Hạnh phần tiếp theo. Đức Thế Tôn dạy và các ngài biên tập trong kinh như sau. Sau khi Ca Diếp Bồ Tát nói kệ tán thán Phật xong, ngài bạch Phật rằng: Thế Tôn, như lời Phật nói rằng tất cả thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, Bồ Tát đều có thể thấy, biết và hiểu. Giả sử Bồ Tát là thế gian, thời chẳng định nói rằng thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, mà Bồ Tát có thể thấy, biết, hiểu. Còn nếu Bồ Tát chẳng phải thế gian, thời có tướng gì khác? Chúng ta tập trung ở câu hỏi rằng Bồ Tát nếu chẳng phải là thế gian thì có tướng gì khác? Thế Tôn trả lời như sau: Này thiện nam tử, Bồ Tát cũng là thế gian, cũng chẳng phải thế gian. Sao Phật nói hàng hai thế? Sao lại là thế gian, cũng chẳng phải là thế gian, nghĩa là sao? Chúng ta liên tưởng tới Kinh Tạng Nguyên Thí, Thế Tôn nói rằng bất cứ ai phát tâm Bồ Tát đều là hữu tình phi hữu tình. Tức là phàm phu mà chẳng phải phàm phu. Cuộc sống vẫn còn là cuộc sống của phàm phu, nhưng ở trong tâm hướng lên cảnh giới giác ngộ. Vì vậy cho nên không xem người ấy là phàm phu nữa, mà một hữu tình hướng tới sự giác ngộ. Còn nếu như chưa phát tâm Bồ Tát, cho dầu hoàn cảnh sung túc thành tựu thế nào đi nữa, thì người ấy vẫn trôi ở trong dòng chảy của dục vọng. Đó là tiền tài sắc dục danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, nó chảy như một dòng nước cuồn cuộn và cuốn trôi nhấn chìm hết tất cả tâm tư của hữu tình. Nếu như có người nào phát tâm vượt ra khỏi con đường đó, vượt ra khỏi cái dòng thác lũ đó, đó chính là Bồ Tát. Và người ấy mặc dầu thân còn là chúng sinh, nhưng tâm đã hướng đến sự giác ngộ, cho nên gọi là hữu tình phi hữu tình. Hữu tình mà chẳng phải là hữu tình, phàm phu mà chẳng phải là phàm phu, cho nên cũng gọi là thế gian mà cũng gọi là chẳng phải thế gian. Nắm được chưa? Chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu gọi là thế gian. Biết, thấy, hiểu chẳng gọi là thế gian. Chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu, người đời có mắt như mù gọi là chẳng thấy, khổ mà nghĩ là vui, phước mà nghĩ là phi phước, chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu. Còn Bồ Tát thì sao? Thấy, biết, hiểu rõ ràng, cho nên chẳng gọi là thế gian. Nhưng có nhiều vị triết gia họ nói rằng Đức Thế Tôn, xin lỗi, họ nói câu rất hay, họ nói rằng là cha mẹ cho con đôi mắt có thể phân biệt được màu sắc xanh vàng đỏ trắng, nhưng Đức Thế Tôn mới có thể cho con được đôi mắt trí tuệ. Chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc sống mình có phải như vậy hay không? Này thiện nam tử, Thế Tôn dạy rằng hoặc nam nữ, nếu có người mới nghe kinh Đại Bát Niết Bàn này liền sanh lòng tin phát tâm vô thượng Bồ Đề, đây gọi là thế gian Bồ Tát. Điểm này chúng ta nắm được không ? Nghĩa là gì? Tức là bất cứ ai trong thế gian này, là nam là nữ, nếu mà nghe kinh Đại Bát Niết Bàn có thể sanh lòng kính tin phát và phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm hướng đến
một cảnh giới giác ngộ tối thượng, không phải sự giác ngộ ở trong giới hạn. Thì đây gọi là Bồ Tát. Giác ngộ là cảnh giới mà chúng ta hướng đến sự hạnh phúc tối thắng. Hạnh phúc tối thắng chỉ có ở trong Niết Bàn mới xuất hiện mà thôi. Còn tâm chúng ta ở trong hạnh phúc của ba cõi dục sắc và vô sắc thì không phải là hạnh phúc tối thắng. Bởi vì ba cõi, những cảnh khổ nó sinh ra, đó là già, bệnh và chết. Đó là thương nhau mà phải xa nhau, ghét nhau phải gặp nhau, mong muốn mà không được như ý. Và nói chung, năm thú uẩn, một khối ưu bi khổ não. Cho dù tồn tại ở bất cứ đâu, sinh ra với bất cứ hình thức nào, hình hài nào, thì những đặc tính như vậy đều diễn ra ở trên tâm của hữu tình, của tất cả chúng ta. Do vậy cho nên, ở trong đó vẫn còn là lên quanh ở cõi khổ, khổ nhiều hay là khổ ít, nhưng mà vẫn còn nằm ở trong vòng quanh quẩn luân hồi. Chỉ có chấm dứt nó tuyệt đối, cảnh giới như Đức Thế Tôn vô thượng Bồ Đề, thì đây mới chính là gì? Đây mới chính là an vui vĩnh viễn. Và chúng ta phát tâm hướng tới cảnh giới đó, mặc dù chúng ta chưa đạt được, mặc dù chúng ta cũng chưa chắc gì đến chỗ đó nổi, nhưng mà chúng ta cứ phát lòng khởi ước muốn tới đó, thì đây gọi là người phát tâm. Được chưa hả? Phát tâm là một ý muốn thôi, một ước nguyện thôi, chưa chắc gì mình đã thành công. Và đi nhanh hay đi chậm là tùy theo sự tinh tấn, trí tuệ của chúng ta. Còn tất cả thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu Bồ Tát này cũng chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu đồng như thế gian. Tức là có những điều thế gian chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu, Bồ Tát cũng chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu. Nghĩa là sao? Câu kinh này nó hơi lòng quần khó hiểu phải không ạ? Ví dụ như thế này, chúng ta phát tâm vô thượng Bồ Đề. Khi chúng ta phát tâm, liền khi đó chúng ta khác với cái người chưa phát tâm. Có đúng không? Người chưa phát tâm là người thế gian. Còn người phát tâm gọi là Bồ Tát. Được chưa? Nhưng mà đâu phải mình phát tâm tức là mình biết y như là Bồ Tát Thượng Thừa đâu. Mình phát tâm, tâm mình đã trở thành tâm của Bồ Tát, nhưng mà trí tuệ của chúng ta thì vẫn như là người bình thường mà thôi. Cho nên Phật ở đâu, Phật như thế nào, bao giờ chúng ta chết, khi chết chúng ta vào đâu, những việc như vậy chúng ta có biết không? Chúng ta không biết. Mà khi chúng ta không biết như vậy thì chúng ta biết rằng cái biết của chúng ta cũng giống như người đời mà thôi. Chỉ có khác nhau là cái hạt giống phát khởi bên trong là người chưa phát tâm và người phát tâm. Chỉ khác nhau ở một điểm đó thôi. Như vậy thì câu kinh nói rằng là tất cả thế gian chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu này Bồ Tát này cũng chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu đồng như thế gian. Hiểu chưa hả? Nhưng khác nhau chỉ có là sự phát tâm và chưa phát tâm mà thôi. Ví dụ như ở trong gia đình, một người thân của mình đến chùa phát tâm quy y Tam Bảo, cầu chấm dứt sanh tử. Chỉ có phát tâm và cầu như vậy, dự một khóa lễ quy y mà thôi. Sau đó, cái người đó hoàn toàn khác với cái người đó ngày trước một ngày. Đúng vậy không ạ? Tại sao? Bởi vì người đó họ có cái ý nghĩ, họ phát khởi và họ khác hoàn toàn. Nhưng những người thân ở trong nhà của họ thì không biết. Không biết rằng là họ đang phát tâm. Và họ không có muốn dừng lại với những cái sinh hoạt theo thói quen thường nhật nữa. Mà những sinh hoạt của họ là muốn thành tựu cái tâm Bồ Đề đó. Vì vậy cho nên tất cả mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm bắt đầu nó có sự thay đổi. Thành ra chúng ta thấy nó đã khác nhau rồi. Nhưng rõ ràng là trí tuệ của họ chưa có gì thay đổi một cách là rõ rệt lắm. Cho nên người ta thấy cũng như là người thế gian thôi. Kinh nói rằng Bồ Tát nghe kinh Đại Niết Bàn này rồi, biết có sự mà thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu là chỗ biết
thấy hiếu của Bồ Tát. Câu này ý nói cái gì thưa quý vị? Câu này ý nói rằng là khi chúng ta chưa nghe kinh Đại Bát Niết Bàn thì chúng ta như mọi người, nhưng chúng ta đã phát tâm tới cảnh giới vô thượng Bồ Đề rồi thì lúc đó tâm của người ấy đã khác với người phàm phu. Nhưng rồi vị Bồ Tát nghe kinh Đại Niết Bàn thì sao? Thì thấy ra rằng nó có một cái thế giới siêu ngôn ngữ, đó chính là cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn này giống như cái gì? Giống y như là một mạch nước hồ thu sau khi sóng gợn lênh đênh đã ngừng bạc đi. Và chúng ta thấy rằng sóng bây giờ nó trở thành nước, ngọn sóng chìm vào trong nước làm sao có thể tìm ra dấu vết của sóng ở trong nước được, không thể tìm được ở trong đó. Nhưng không có nghĩa rằng sóng nó mất đi, phải vậy không? Nhưng cái dụng nhấp nhô, cái dụng xô đẩy phiền não của sóng thì không còn, bây giờ chỉ còn là một mạch nước hồ thu tĩnh lặng. Nếu tâm chúng ta mà hòa nhập vào một cái trạng thái như vậy thì chúng ta thấy có hạnh phúc không? Rất là yên ả, không có bị những cái trạng thái sinh già bệnh chết ưu bi khổ não. Thì ở trong cái trạng thái này, cảnh giới Niết Bàn này, vị Bồ Tát học trong kinh Đại Bát Niết Bàn sẽ hiểu được. Còn người mà chưa nghe kinh Đại Bát Niết Bàn này có hiểu được hay không? Làm sao hiểu được? Bởi vì đơn giản họ chưa nghe, họ chưa có kiến thức này, cho nên họ nghĩ rằng cuộc sống của họ như vậy là tuyệt vời nhất rồi, phải không ạ? Nên trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Ví dụ như giờ sinh ra đời, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, có một sở thích khác nhau, và chúng ta mong ước ở tương lai mình trở thành một mẫu người như vậy, mình sẽ có một cái đời sống như vậy. Và chúng ta vẽ trong tâm trí mình ra rằng là tương lai cuộc đời chúng ta sẽ như thế, rồi chúng ta sẽ rời khỏi thế gian như thế. Nhưng mà được mấy người trong chúng ta sống trọn vẹn với ý nghĩ ban đầu của mình? Nhiều khi thậm chí mình nghĩ rằng mình lập gia đình như vậy, mình sinh con đẻ cái như vậy, mình dạy dỗ gia đình mình lèo lái cuộc sống mình đi theo cái hướng như vậy, nhưng đã chắc gì nó diễn ra như ý mình muốn hay không? Hay là ở trên con đường đó mình sẽ quyết định khác đi? Thậm chí một cái việc nhỏ nhoi nhất đó là gì? Đó là một cái việc hôn nhân. Đó là một cái việc nhỏ là trong đối với giáo pháp, nhưng mà chúng ta hiểu rằng đời người ta gọi là hôn nhân đại sự. Mình chọn lựa, mình tính toán rồi, mình đã quyết định rồi, nhưng mà tại sao lát sau mình ly hôn? Có ai nghĩ rằng là mình đám cưới 3 năm mà ly hôn không? Có, là chỉ có hôn nhân giả thôi, có cái dự án vậy thôi. Còn nếu như đã là hôn nhân thật sự thì không ai nghĩ rằng mình sẽ chia tay. Nhưng mà sau đó rồi mình lại không chịu nổi, mình lại chia tay. Cho nên mình không có thực hiện được đầy đủ với cái ước muốn của mình, và cả hai trở thành nạn nhân của nhau hết. Giờ ai đúng ai sai? Dĩ nhiên cũng có người đúng người sai trong cái chừng mực ứng xử cuộc sống, nhưng mà rõ ràng nó đang trái với cái ước mơ ban đầu của chính hai người đó. Thì một cái việc nhỏ như vậy mà chúng ta cũng không có quyết định được, đừng nói chi là bao nhiêu việc ở trong kiếp trầm luân sanh tử, phải không ạ? Cho nên trên một cái diện như vậy thôi là chúng ta đã thấy mình không có quyết định được rồi. Thì huống chi là gì? Là cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn trên con đường giác ngộ giải thoát tâm chúng ta, nó sẽ diễn ra rất nhiều những cái khía cạnh phức tạp ở trong đó, mà một người phát tâm chưa có đủ đâu, phải học Phật Pháp, đặc biệt là học Đại Bát Niết Bàn, để thấy rằng chúng ta còn có rất nhiều những cảnh giới, có rất nhiều những hạnh phúc mà tâm chúng ta chưa có hướng tới. Còn nếu như người nào chưa học giáo nghĩa của Như Lai thì họ chắc chắn là không biết, mà không biết cho nên tâm của họ không có hướng tới. Họ chỉ nghĩ rằng quanh quẩn với đời sống hạnh phúc thường nhật, đó là họ đã mãn nguyện trong cuộc đời rồi. Như vậy là hoàn toàn sai, phải không ạ? Và kinh nói rằng á, biết như vậy rồi liền tự nghĩ rằng
tôi phải tu tập thế nào để được biết, được thấy, được hiểu. Tức là để được biết Niết Bàn là gì, được thấy Niết Bàn là gì, và được hiểu Niết Bàn là gì. Và lại tự nghĩ rằng chỉ phải thâm tâm tu trì tịnh giới mới được. Chúng ta thấy kinh điển dẫn dắt từng bước là một người chưa phát tâm thì nó như vậy, và bắt đầu phát tâm thì nó là đã khác với người khác rồi. Người phát tâm đó tất nhiên không thể gọi là phàm phu nữa, họ đang hướng tới con đường thánh rồi. Nhưng mà phát tâm rồi đó thì không có xong. Thành ra phải học Phật Pháp. Học về cái gì? Học về chân lý Niết Bàn. Chân lý Niết Bàn này được miêu tả trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, mà ở trong Tứ Thánh Đế chúng ta thấy Phật cũng đã giới thiệu rồi, là khổ, là tập, diệt chính là Niết Bàn, phải không ạ? Và đạo chính là con đường hướng tới Niết Bàn. Vì vậy cho nên diệt đế là Niết Bàn mà. Thành ra cảnh giới như vậy là chúng ta có hướng tới hay không. Mà muốn hướng tới cảnh giới đó thì chúng ta phải làm sao, và chúng ta cần làm cái gì nữa để chúng ta đạt được cái ước mơ mà mình vừa phát khởi. Thế Tôn nói: này thiện nam tử, do nhân duyên đó, Bồ Tát này ở đời vị lai sanh vào chốn nào, giới đức vẫn thường thanh tịnh. Tức là mình Phật tử tại gia, mình ráng mình giữ năm giới của Như Lai, không cần giữ thêm đâu. Năm giới là đủ, nhưng cũng không thể thiếu, bởi vì tính chất của nó có sự tương tác khăng khít mật thiết ở trong. Ngài Phật là chúng ta cố gắng phát tâm giữ gìn cho mình đầy đủ ở trong thánh giới của Như Lai. Còn thứ hai là chúng ta phát tâm thọ Du Già Bồ Tát giới. Chẳng hạn như ngày hôm nay các vị phát tâm thọ Du Già Bồ Tát giới, tụng giới Du Già, thì chúng ta giữ mình ở trong phương diện đó. Bồ Đề Phật Quốc chúng ta tán thán Du Già Bồ Tát. Vì sao? Bởi vì đó là một cái văn bản với những ngôn từ rất rõ ràng chỉ dẫn chúng ta y theo đó mà sống hành trì. Còn những văn bản khác nó mang cái tính là lý thuyết cao siêu, đôi khi chúng ta không có thọ trì nổi. Do vậy cho nên chúng ta chú trọng một văn bản để chúng ta phát tâm hành trì sâu sắc ở trong đó. Rồi tại sao gọi là tịnh giới? Tại sao gọi là tịnh giới? Bởi vì những cái giới khác của ngoại đạo nó không đưa đến Niết Bàn tối thượng, mà nó chỉ có đạt đến hạnh phúc chừng mực ở chư thiên hoặc là ở các cảnh giới trong luân hồi mà thôi. Và nhờ cái nhân như vậy và cái tâm như vậy, cho nên sinh vào chỗ nào ở trong cái kiếp tương lai thì vị Bồ Tát đó vẫn thường đầy đủ giới đức trang nghiêm thanh tịnh. Giới đức trang nghiêm thanh tịnh đầu tiên nó phát khởi từ gì hả? Từ oai nghi lộ. Oai nghi lộ hay nói cách khác là gì? Là con người có phong cách, có nhân phẩm. Người xưa Nho Giáo như Nguyễn Du, ông nói rằng là vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Là gì? Đó là cái phong cách của người xưa, phải không hả? Nam nhi thì vào trong phong nhã và ra ngoài hào hoa. Còn bây giờ chúng ta thấy không? Ra ngoài thì khiếp nhược, mà về nhà thì mắng cha chửi mẹ. Đây gọi là gì hả? Khôn nhà dạy chợ. Chúng ta so sánh những cái phong cách chúng ta thấy đó. Vào trong phong nhã, ở trong phong nhã là sao? Tức là trên kính dưới nhường, giúp đỡ mọi người ở trong gia đình, gọi là hào hoa. Mà ra ngoài là hào hoa với mọi người, chứ không phải là mình thiếu trí tuệ hay là thấp kém đần độn để cho người đời khi dễ. Người xưa Nho Giáo họ còn vẫn là nêu ra cái phong thái như vậy, thì huống chi là Phật tử chúng ta. Phật tử chúng ta không lý nào thua những cái giới hạn ở trong Nho Giáo hay sao? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là giới đức trang nghiêm thanh tịnh nhờ cái công đức phát tâm và thọ trì thánh giới. Một người tuân thủ theo thánh giới, thanh tịnh ở trong thánh giới, tâm chúng ta không thể nào chiêu cảm vào môi trường ác giới. Môi trường ác giới là đảo điên đó. Nó có những cái luật tắc đảo điên ở trong ác giới. Này thiện nam tử, do giới thanh tịnh nên Đại Bồ Tát vào chốn nào vẫn thường không kiêu mạn tà kiến nghi lầm. Như vậy thì câu kinh này mô tả gì?
mô tả bản thể của giới làm cho chúng ta khiêm hạ, sanh chánh kiến và có trí quyết định, chứ không phải kiêu mạn tà kiến nghi lầm. Thành chúng ta cứ nhìn một người giữ giới mà họ biểu hiện sự cao mạn thì đây không phải là người tuân theo chánh giới của Như Lai. Thầy bị cái gốc xiển nói nhiều quá cho nên hơi thở nó theo không kịp. Nhưng mà kinh điển và chương trình nó như vậy, thầy cũng ráng cố gắng theo. Thầy mong các vị trân trọng, và chúng ta cũng sẽ tới một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ chia tay. Chúng ta sẽ chia tay trước khi mà chúng ta chết đi. Cho nên những bài kinh hướng dẫn cho đại chúng ở đây thầy cũng đã thưa rồi, tức là giảng một lần rồi sẽ không có giảng lại. Có quá nhiều bài kinh cần phải giảng, nhưng mà giảng rồi không giảng lại nữa. Ai học được trong giây phút nào thì học cho thật là tốt, rồi chúng ta không có hối hận. Và ở đây kinh Đại Bát Niết Bàn là một bộ kinh rất là dài, và giảng kinh là một điều cực kỳ khó khăn, bởi vì nếu tâm không có trải nghiệm ở trong Phật Pháp, giảng kinh nó không có ra đâu. Có một vài thầy gọi tán thán rằng là thầy Nguyễn Châu thật là hay, tôi đọc ở trong kinh là tôi chỉ đọc thôi, mà sao thầy thấy ở trong kinh nó đủ thứ nghĩa và thầy nói đủ thứ chuyện, còn tôi đọc cái tôi thấy chữ đó nghĩa đó là sao? Tại sao như vậy thưa quý vị? Chữ nó có nghĩa, trí chúng ta có thể phân biệt được cái nghĩa đó, làm việc ấy rất bình thường. Chữ đâu nghĩa đó, phân biệt được rõ ràng cũng là bình thường, phải vậy không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy chữ mà không hiểu nghĩa, đó mới là không bình thường. Hoặc là phân biệt không có đúng, hay là hiểu lệch về nghĩa, đó là người tà kiến, không bình thường. Nhưng thưa các vị, nghĩa của cuộc sống nó có đứng yên như nghĩa trong ngôn từ hay không? Con người ta lúc họ tốt, lúc họ xấu, lúc họ thanh tịnh, lúc họ ô uế, lúc họ vui vẻ, lúc họ giận hờn. Nghiệp của chúng sinh biến hóa đa dạng, làm sao chúng ta có thể phân biệt được một cách chính xác trong mọi tình huống? Cho nên người có trí là người biết minh định và nhìn thấy trước sau, không có nhầm lẫn. Ví dụ như vua Quang Trung tiến quân ra Bắc, sau khi bình định được đất Bắc thì giao cái sự nghiệp lại, điều hành quyết định mọi thứ cho Ngô Thì Nhậm. Ngô Thì Nhậm là ai? Là một vị quan văn mới có là hàng binh. Vậy mà trước khi rút quân về Phú Xuân, Quang Trung nói rằng không được phân biệt kẻ trước và người sau. Tất cả mọi việc ta giao lại mưu sĩ là Ngô Thì Nhậm quyết định. Dễ sợ không? Một người mà mất hàng binh mà dùng họ trở thành đầu não của vấn đề. Và sau khi mà nghe tin quân Thanh tiến quân Đắc Bắc thì Quang Trung tức tốc cất binh từ Thăng Long, từ Phú Xuân, đến tại Tam Điệp, thấy trận đồ của Tam Điệp. Ông có cải trang vi hành, đi dạo thử, thấy trận đồ đó. Và ông nói nếu như không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai có thể nghĩ ra được cách này. Đây chính là một cái cách mà quyết định dẫn tới đại chiến Thăng Long. Chúng ta thấy chưa? Trong khi tất cả đại tướng đương thời là họ sẵn sàng là đánh phủ đầu quân Thanh,
mà Ngô Thừa Nhận quyết định phải rút quân về ở tại Tam Điệp chờ đại binh của Quang Trung, hai bên hợp lại mới được. Hai cái đó thôi, trong một trận chiến, trong một trận tranh luận không có đơn giản chút nào. Đâu phải như bây giờ mà gọi điện thoại mà chỉ ý kiến. Cho nên tại làm sao mà Quang Trung có thể dùng binh như vậy, có thể dùng người như vậy? Đó là trí. Trí biết rõ con người đó họ như vậy. Cho nên chúng ta hành Bồ Tát Đạo cũng vậy. Ở trong kinh học là học, nhưng mà đem kinh vào trong cuộc sống nó rất là khó khăn. Làm sao chúng ta có thể vận dụng cái lời kinh vào trong cuộc sống? Hay là ngay khi chúng ta học kinh, chúng ta lấy lòng mình sôi sáng ở trên này, là chúng ta có phát tâm chưa? Chúng ta có chịu học hỏi kinh điển chưa? Chúng ta có biết con đường như thế nào hay không? Hay là mình giữ giới trang nghiêm hơn, mình có cái phẩm hạnh cao hơn người khác, thì mình sinh tâm là kiêu mạn gì? Tà kiến và nghi lầm, cho rằng ta đây là thượng đẳng, ta đây là cao hơn. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, người đó có phải rằng đang tuân thủ tịnh giới hay không? Không phải đâu. Đó là gì? Đó là tà giới, chứ không phải là tịnh giới. Chẳng hạn như ngày xưa Hitler, mà người ta nghiên cứu không biết đúng, mà bây giờ mình nói có oan ông hay không cũng dám nói, nhưng mà thầy nói theo cái nhiều quan điểm khác nhau thôi, là ông thương một cái người con gái dân tộc Do Thái, ông yêu say đắm một cái cô gái, đó là mối tình đầu đời của ông, nhưng mà cô gái đó coi thường ông, chê ông và đi theo một cái người khác, thương một người khác, thì đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ở trong lòng của ông sinh cái niệm oán hận. Rồi có cơ hội nắm được binh quyền, ông lại tự xem dân tộc Đức lại giống dân thượng đẳng. Người Mỹ hôm nay mà đến từ Đức đó nghe, người ta vẫn ngưỡng mộ Đức nghe. Như cái xe Mercedes đó, tại giống dân Đức họ đến đây sớm á, như cha của ông Trump Đức phải không? Đó, họ có những cái làm ăn này kia, họ có ảnh hưởng trong cái truyền thống của họ, và nó tạo ra cái văn hóa của hữu tình ở quốc độ đó thôi. Đó, và họ xem họ là đời nhất, do vậy cho nên họ nói rằng họ có cái khả, họ có quyền là thống lĩnh thế giới này, và tất cả các dân tộc khác đều là dân tộc mà bị trị thôi, dân tộc mà phải nô dịch cho họ thôi. Và đó là cái lý do mà họ phát động chiến tranh toàn cầu. Họ đều có núp cho một cái luận lý nào đó chứ. Và họ kích động những cái đoàn quân tuân thủ theo cái học thuyết đó. Nó như vậy đó. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là đấy là gì? Đó là kiêu mạn. Đó là tà kiến. Có phải không ạ? Đâu phải là tịnh giới. Còn cái giới mà tịnh á, là tuân thủ theo cái giới đó, thì những cái đặc tính ngược lại nó khiến chúng ta bị đọa lạc trong trầm luân, nó sẽ mất đi. Vì vậy cho nên đối trong Phật học, chúng ta nhìn thấy mình nhiều kiêu mạn, điên đảo tà kiến hay nghi lầm, là chúng ta biết rằng chúng ta chưa phải là người tuân thủ thanh tịnh ở trong giới pháp của Như Lai. Và do vậy mà chúng ta phát tâm sám hối. Và không bao giờ chúng ta cho rằng Đức Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn. Bởi vì một cảnh giới bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, làm sao có chuyện là Niết Bàn? Niết Bàn là một danh từ mà thôi. Cảnh giới của Ngài đã ra khỏi những khái niệm đó. Đây gọi là Bồ Tát tu trì tịnh giới. Các vị nghe ở trong Khoa Nghi, quý Ngài dạy rất là hay. Sinh mà không sinh, Thích Ca Thế Tôn, song lâm nhập diệt. Diệt mà không diệt, Đạt Ma Sư Tổ quay dép vào tay. Hai câu vậy thôi, nêu ra hai thánh điển rất là tuyệt vời trong Phật giáo. Đức Thế Tôn gọi là Như Lai. Như Lai như sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Cho nên không sinh không diệt. Nhưng mà Thế Tôn lại thị hiện Niết Bàn ở rừng Ta La song thọ. Cho nên bản thể không sinh mà lại thị hiện Niết Bàn.
sinh mà không sinh, Thích Ca Thế Tôn, song lâm nhập diệt. Diệt mà không diệt, Bồ Đề Đạt Ma, Tổ sư thị hiện tướng gì? Diệt độ, bị chôn vào trong lòng đất. Nhưng có người lại thấy Ngài quấy dép vừa tay. Cho nên nói rằng, diệt mà không diệt, Đạt Ma Sư Tổ, quấy dép vừa tay. Với một câu như vậy, đạo lý chúng ta rút ra là gì? Đó là những cảnh giới siêu việt khỏi ngôn ngữ, siêu việt khỏi khái niệm phàm tình. Vì vậy cho nên một vị Bồ Tát giữ tịnh giới của Như Lai không bao giờ cho rằng Đức Như Lai diệt độ. Giới đã thanh tịnh, kế đến là tu thiền định. Đây gọi là nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Giới đã thanh tịnh, kế đến tu thiền định. Định ở đây là định trong nhiều phương thức khác nhau. Định ở trong phép sám hối, định ở trong cái khóa lễ tụng niệm, định ở trong cái khóa lễ kinh hành niệm Phật, định trong nhiều phương diện khác nhau, hoặc là định trong hơi thở, định ở trong một cái phép quán, định với nhiều phương diện khác nhau. Do tu thiền định nên đời đời chẳng mất chánh niệm. Do tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, 12 bộ kinh, chư Phật Thế Tôn thường lạc ngã tịnh. Đây chính là tâm tư của Bồ Tát, luôn tin rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có đầy đủ chân lý 12 bộ kinh, chư Phật Thế Tôn thường lạc ngã tịnh. Tất cả Bồ Tát an trụ kinh phương đẳng đại niết bàn đều thấy Phật tánh, những việc như vậy đời đời chẳng quên. Do tu tập chánh định nên chứng đặng 11 pháp không. Đây gọi là Bồ Tát tu thanh tịnh. Thưa đại chúng, ở trong đây có ai chưa đọc kinh Đại Bát Niết Bàn hay không? Hay là các vị đều đọc kinh Đại Bát Niết Bàn qua rồi? Ai cũng đọc qua rồi hết phải không? Có người chưa đọc. Nhưng mà các vị đọc qua rồi, câu kinh nói rằng do chánh định nên chứng đặng 11 pháp không. 11 pháp không là pháp gì? Hả? Không biết. Không biết. Đã đọc rồi không biết, mà bỏ qua. Bỏ qua cho nó khỏe. Tại vì chúng ta đang tu hành hí xá. Bỏ qua cho khỏe. Các bạn hiểu mà. Chúng ta nghĩ đi. Cho nên có những điều chúng ta học kinh, đặt những câu hỏi, rồi chúng ta sẽ thấy rằng là mình hiểu rất là hơi hợt, và mình rất là dở vui ở trong chánh kiến của mình. Cho nên 11 pháp không là gì? Các vị tự kiếm. Thầy không có nói đâu. Nói nhiều quá rồi á, thì rốt cuộc có gì đâu, có gì hỏi thầy xem thôi. Cánh này giống như Đức Phật ngày xưa vậy đó. Người đời họ nói rằng là lo gì? Tất cả đều có Sa Môn Cù Đàm hết rồi. Lo gì? Hôm đó Đức Thế Tôn đi khất thực với Tôn Giả A Nan. Ngài thường hay có thói quen biết mà vẫn hỏi. Ngài nói rằng A Nan, mới có sáng sớm mà nhà ai có đàn ca múa hát vui hưởng cái ái dục sớm thế? Thì lúc bây giờ Ngài A Nan nói cái vị trưởng giả, thầy quên tên, nhà vị trưởng giả mới sáng là như vậy. Thì Phật nói rằng vị trưởng giả này sau 7 ngày sẽ chết, mà hôm nay vẫn còn đàn ca múa hát. Lúc bây giờ Ngài A Nan nói, bạch Đức Thế Tôn, vậy thì vị này chết 7 ngày nữa chết. Chết rồi sao? Chết rồi sẽ đọa trong cái địa ngục thứ khắp. Đó là cái địa ngục mà than oán. Ngài A Nan thấy thương xót, bạch Thế Tôn, vậy thì vị gia chủ này, vị trưởng giả này sau khi chết rồi làm sao cho không đọa? Có cách nào cứu ông ta được không? Thì Phật nói có,
có cách nào? Thế Tôn nói chỉ có một cách là xuất gia, cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo thì mới thoát khỏi được địa ngục. Thế là ngài A Nan thương quá, cho nên đến trước nhà của trưởng giả nói rằng: này trưởng giả, Thế Tôn nói rằng 7 ngày nữa ông sẽ chết, và ông chết rồi ông đọa địa ngục, và cái pháp cuối cùng có thể cứu rỗi được ông đó là cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo mới không bị đọa thôi. Vị trưởng giả này nói Samon Gotama từ xưa này nói chưa bao giờ sai. Lời nói này không có đùa được. Nhưng mà không sao, ta còn 6 ngày nữa. Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy cái cảnh tối đó đó chứ không phải đơn giản. Tối đó đó. Rồi ngày hôm sau, Tôn giả A Nan lại đến nhà, lo lắng quá mà tại sao thấy vẫn chưa xuất gia. Cho nên đến nhà hỏi, Thế Tôn đã nói rằng 7 ngày nữa mà đã qua 1 ngày, chúng ta chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Thì lúc về trưởng giả nói, Tôn giả A Nan thông cảm, dẫu sao nữa tôi vẫn còn được 6 ngày, thì ngày mai tôi xuất gia cũng chưa có muộn. Thế là lần lần, tới 4 ngày, tới 3 ngày, tới 2 ngày, tới 1 ngày. Vậy mà còn nói rằng là: thưa Tôn giả A Nan, tôi còn 1 ngày, thì có gì chiều tôi xuất gia cũng được. chúng ta thấy như này, đọc những câu kinh như vậy, chúng ta thấy người đời họ đam mê ở trong cái dục ái, trong vui hướng, và họ ý lại sự tồn tại hiện diện của Thế Tôn tới mức nào. Tại họ nghĩ rằng tới 1 ngày mà, bây giờ sáng ngày chưa có gì, cũng tối nay mới hết 1 ngày, cho nên chiều nay xuất gia cũng chưa có muộn. Tôn giả A Nan như thế nào thưa quý vị? Không thèm nói tiếng nào, ném tề trưởng giả lôi đầu đi. Thôi trưởng giả đừng có nói tới nuôi lui nữa, bây giờ sáng mà còn hẹn chiều là sao? Đọa địa ngục bây giờ. Tôn giả A Nan dở thương vậy đó, lôi đầu người ta tới trước mặt Thế Tôn và xin nói rằng là xuất gia, phát tâm xuất gia. Vậy mà cũng chưa, bạch Thế Tôn cho con chiều xuất gia được hay không? Tới trước mặt Phật rồi vẫn còn nài nỉ như vậy. Và Thế Tôn giảng về đạo lý vô thường một giây lát thì ông bắt đầu phát tâm. Ông phát tâm và ông xuất gia từ sáng cho tới chiều, tới tối ông chứng thánh quả A-la-hán. Và vừa chứng xong thì mạng căn của ông cũng chấm dứt và ông thoát khỏi địa ngục thân thân. Ở đây chúng ta thấy sự kỳ diệu trong giáo pháp của Như Lai. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ chúng ta không nên ý lại. Không nên ý lại là chúng ta là người Phật tử và chúng ta ý lại rằng ngày mai chúng ta sẽ còn sống nữa. Cho nên chúng ta hãy cố gắng tinh tấn tu tập ngay trong bây giờ. Đây gọi là Bồ Tát tu hành thanh tịnh. Khi giới định đã đủ, kế đến là tu huệ thanh tịnh. Giới rồi, định rồi, kế đến tu huệ thanh tịnh. Do tu huệ nên chẳng chấp trước nơi thân có ngã, trong ngã có thân. Là thân là ngã, chẳng phải thân, chẳng phải ngã. Câu này ý nói cái gì? Ý nói là một tự ngã linh hồn, hay là một cái ta, cái tôi mà chúng ta nghĩ rằng tôi đang học đạo, tôi đang giảng kinh, tôi đang tu tập, cái tôi đó là ở trong thân này, hay là thân này ở trong cái tôi đó. Chúng ta nghĩ rằng hình như cái tôi đó nó đang tồn tại một cách bàn bạc trong suy nghĩ, hay là ở trong cái nội tâm mình, hay trong trái tim của mình, hay trong hơi thở, trong cái nhịp đập của tim chẳng hạn như vậy. Chúng ta không biết nó chỗ nào, hình như nó ở trong chứ, nó ở ngoài thì đâu có liên can gì mình phải không? Như vậy thì nghĩ như vậy đó là ở trong sắc này có ngã, hay là cái sắc này nó là một cái sinh diệt vô thường tạm bợ, còn nó có một cái ngã tồn tại bất biến mà hết cái này nó đi đầu thai chỗ khác, và cái ngã đó nó bị che đậy, nó bị hiện ra như thế nào đó là do nghiệp, nghiệp tốt nghiệp xấu. Nếu như nó che ít, nghiệp che ít thì sinh làm chư thiên oai đức, còn nếu như mà nó che nhiều quá mà ưa thích nữa ngu si dơ bẩn thì nó đi vào cảnh của súc sinh,
Như vậy có một cái ngã tồn tại thường hành bất biến, và thân sắc này thì sinh sinh diệt diệt, cho nên sắc này ở trong ngã. Có phải chúng ta đang nghĩ như vậy không? Hả? Trong khi Thế Tôn nói chúng ta là vô ngã. Vậy thì chúng ta chiêm nghiệm chân lý đó như thế nào? Làm sao chúng ta giải thích được chúng ta là vô ngã? Có đủ trí tuệ để nhận ra hay không? Đây gọi là Bồ Tát tu tập huệ thanh tịnh. Tức là dùng trí tuệ của mình chiêm nghiệm xem năm uẩn là không, nó không như thế nào, duyên nó khởi, khởi ra sao. Do tu huệ nên giới cấm đang thọ trì bền chắc chẳng lay động, như núi Tu Di chẳng bị bốn ngọn gió làm lay động. Cũng vậy Đại Bồ Tát chẳng bị bốn thứ điên đảo làm lay động. Đó là gì? Đó là vô thường nghĩ là thường, khổ nghĩ là lạc, vô ngã nghĩ là ngã, và bất tịnh nghĩ là tịnh. Đó gọi là bốn thứ điên đảo chi phối tâm của chúng ta. Mà do vì Bồ Tát tự rõ biết rằng giới cấm của mình thọ trì không có lay động, đây gọi là chỗ thấy biết của Bồ Tát, chẳng phải là chỗ thấy biết của thế gian. À, giờ đây chúng ta thấy nghĩa kinh nó rõ ra phải không ạ? Nhưng mà nguyên một cái đoạn kinh này á, rất là khó hiểu, nghĩa hết sức là trừu tượng và siêu việt. Và lúc bây giờ Thế Tôn dạy cho chúng ta thấy cái cấu trúc duyên khởi của tâm lý về phương diện của thế gian và phi thế gian như sau. Thì này thiện nam tử, Bồ Tát thấy biết cấm, thấy biết giới cấm của mình thọ trì nên chẳng lay động. Tâm chẳng lay động thời không hối hận. Ông bà mình nói sống ở đời ăn ngay ở thẳng, ngủ không có nằm chiêm bao. Ý nói rằng là tâm mình trong sáng thì không có sợ cái gì, cho nên không có gì phải lo lắng, phải vậy không? Thành ra ý nói rằng là gì? Chúng ta giữ giới cấm trang nghiêm thanh tịnh thì chúng ta ngủ là ngủ thoải mái vậy thôi. Đến được chưa? Và chúng ta không có gì hối hận hết, tại vì chúng ta đang thọ trì giáo pháp, giữ gìn giới cấm Như Lai trang nghiêm thanh tịnh, chúng ta sẽ không có gì hối hận ở trong phương diện này. Mà vì không hối hận cho nên tâm chúng ta vui mừng. Và vì tâm nó vui mừng nên tâm nó đạt đến chỗ là gì? Càng ngày càng thỏa thích ở trong cái đó. Cho nên đây gọi là hỷ đến chỗ lạc á. Lạc là thỏa thích. Vì thỏa thích nên tâm an ổn ở trong cái lạc, không có xu hướng đi tìm cầu gì khác, cho nên tâm nó không có lo lắng. Thành ra do vậy mà ở trong trạng thái an ổn. Vì an ổn nên đặng chánh định vô động. Giống như là cái hồ nước lắng sâu mà Kinh Tạng Nguyên Thủy miêu tả, như là cái hồ nước rộng sâu 500 do tuần, thì ở trên nước không có gió thổi, đất không có vọng động, thì ở dưới đáy hồ nước đó thả vào một cái vật gì nó sẽ nằm im, nó không có lay động. Thì nếu như tâm mình mà ngưng tụ ở trong cái vị trí như vậy thì rất là an ổn. Và vì thỏa thích cho nên an ổn, vì an ổn cho nên đạt đến chỗ là chánh định, mà vì chánh định cho nên chánh định vô động nên đặng tri kiến chân thật. Vì đặng tri kiến chân thật nên nhàm lìa sanh tử. Cái yếu tố nhàm lìa sanh tử là tại sao cứ sanh tử hoài, từ vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, không lý nào bây giờ còn chấp nhận nữa. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng bây giờ phải làm cái gì để cho nó chấm dứt cái tiến trình sinh tử khổ não này. Và do vậy mà chúng ta phát tâm học đạo, hộ trì chánh pháp, cần mẫn công phu sớm tối, và những cái gì lẽ ra vui hưởng thế gian này chúng ta viễn ly từ bỏ, chúng ta chỉ sử dụng một ít thôi, một ít để cho nó có cái nhu yếu phẩm tồn tại mà thôi, thì chúng ta dành hết tất cả tâm tư ý nguyện đến chỗ giải thoát. Vì nhàm lìa sanh tử bèn định giải thoát, có phải không hả? Còn không nhàm lìa sanh tử thì chuyện gì xảy ra? Nó tham. Không nhàm lìa tức là tham, mà nhàm là hết tham, mà vô tham. Nhàm lìa là cái thế của nó là vô tham, còn là không nhàm lìa cái thế của nó là tham, mà tham là bị trói buộc, mà trói buộc thì không thể giải thoát.
Còn vô tham là nền tảng của giải thoát. Cho nên chỉ có trạng thái nhàm lìa thì chúng ta không có muốn nữa. Ví dụ như bây giờ có ai mà chúng ta đờm giải mà chúng ta khạc ra nhổ rồi, chúng ta có muốn là uống lại không? À, nó gớm chết đi phải không? Và Thế Tôn dạy chúng ta rằng á, là tài sản vật chất bố thí rồi chúng ta phải nghĩ như vậy đó. Với cho nó dứt hẳn cái ý nghĩ rằng á, là chúng ta đã từng bố thí, hoặc là chúng ta có bao nhiêu công đức, hay là chúng ta chấp vào ở trong một số công đức mà chúng ta làm, mà cái cơ hội bố thí được là nó dứt hẳn luôn vậy đó. Thầy dùng chữ như vậy là đúng trong kinh, chứ thầy không phải là miêu tả ra đâu. Mà kinh Thế Tôn dạy như vậy đó, bố thí như vậy đó, thì đó là trạng thái nhàm lìa. Bởi vì tất cả thế gian là đều vô thường, mà chúng ta bám víu trong cái vô thường này, cuối cùng nó được cái gì? Nhà cửa cũng hư, vạn vật cũng hư. Mà Thế Tôn nói rằng như bốn cái gì? Bốn cái nhà lửa, như là cái nhà cháy đại nạn đó, chẳng hạn như tài sản giống như là nước lụt cuốn trôi, giống như là lửa cháy, giống như là giật cướp nó xâm đoạt, giống như là gì hả? Hay giống như là quan quyền nó cướp bóc. Thành ra rốt cuộc chúng ta không giữ được gì hết. Chúng ta có nhìn xem những cái thành phố mà cực kỳ là xinh đẹp qua một trận chiến tranh đội chừng 1-2 năm, chúng ta nhìn những cái hình ảnh điêu tàn đó như thế nào, rồi những con người ở trong đó đã từng khổ công xây dựng giữ gìn nó, cảm thọ của họ sẽ ra sao. Chúng ta thấy thế gian nó là như vậy đó. Và tại sao chúng ta cứ muốn ở trong cái cõi bất an đó? Cho nên chúng ta phát tâm nhàm lìa sanh tử, không còn tham nữa, thì đặc tính nó là giải thoát. Vì đặng giải thoát nên thấy rõ Phật tánh. Cái tánh giác ngộ này là từ sự giải thoát, còn dính mắc thì không thể nào giải thoát được. Đây gọi là chỗ thấy biết của Bồ Tát, chẳng phải là chỗ thấy biết của gì? Của thời gian. Này thiện nam tử, như trên đây gọi là thời gian chẳng biết chẳng thấy, mà là chỗ thấy chỗ biết của tất cả Bồ Tát. Chỉ có người nào phát tâm học đạo mới đạt đến cái chỗ thấy biết này. Một đoạn nữa để chúng ta thấy nó sẽ hết cái ý kinh này rồi chúng ta nghĩ ha. Ca Diếp Bồ Tát lúc bây giờ bạch Phật: vậy thì bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát tu trì giới thanh tịnh, tâm không hối hận, nhận đến thấy rõ Phật tánh? Ha. Này thiện nam tử, giới cấm của thế gian chẳng gọi là thanh tịnh. Vì giới cấm của thế gian để cầu pháp có, tức là cầu có một cái gì đó. Tất cả mọi cái phương thức tu tập trong giới cấm của thế gian tuân thủ theo cái nguyên lý tu hành nào, người ta vẫn mong rằng đến một cái có gì đó. Chẳng hạn như người ta nói rằng là ăn chay nằm đất, sống thanh bạch, cầu cái pháp trường sinh bất tử. Người ta nghĩ có gì đó. Hoặc là người ta nghĩ rằng người ta cần khổ thế gian này để người ta đến chỗ là xin được làm một cái thiên chúng trên cõi trời. Hoặc là người ta tu khổ hạnh, phạm hạnh như là Bà La Môn để người ta đạt đến cái chỗ là phạm thiên thanh tịnh. Nhưng mà phạm thiên vẫn là có. Mà cái gì có, cái đó phải bị hủy diệt. Mà hủy diệt nó vô thường thì làm sao an vui được? Cho nên tất cả giới của thế gian đều là như vậy hết. Vì tánh bất định, vì chẳng rốt ráo, chẳng thể khắp vì tất cả chúng sanh. Tức là vì một cái giới hạn nào đó không có vì tất cả chúng sanh, do nghĩa này nên chẳng gọi là thanh tịnh. Và vì chẳng thanh tịnh nên sẽ có tâm hối hận. Mà vì hối hận nên tâm nó sẽ không vui. Vì không vui mừng cho nên nó sẽ không có thỏa thích. Mà vì không thỏa thích nên tâm không an ổn. Vì không an ổn nên không có chánh định bất động. Mà vì không có chánh định bất động nên không có tri kiến chân thật. Mà vì không có tri kiến chân thật cho nên sẽ không có sự nhàm lìa, mà trong đó vẫn còn là tham. Mà vì không nhàm lìa cho nên không được giải thoát. Mà vì không được giải thoát nên chẳng thấy được Phật tánh. Vì không thấy Phật tánh nên trọn chứng định đại niết bàn. Do đây, đây gọi là giới cấm của thế gian. Giới cấm đó chẳng phải là giới thanh tịnh. Này thiện nam tử, giới của Đại Bồ Tát thanh tịnh, vì giới mà chẳng phải giới. Tức là tuân thủ ở trong giới, nhưng để thành tựu cảnh giới siêu việt, chứ không phải là để thành tựu cái giới đó. Nắm được chưa hả?
Đó là cái điểm khác nhau người biết giữ giới và không biết giữ giới. Có một số vị hành trì giới một cách cố chấp. Ví dụ như thế này. Thế Tôn dạy á, một người trước pháp không có được cười. Kinh điển như vậy đó. Tạm giới. Cái mẹ cứ lầm lầm lì lì. Này các ngươi, nói như ma dọa. Thì mình tu nổi không à? Chắc là lẽ không ai đi chùa đâu. Buồn ngủ quá, nói những câu này câu kia cười lên. Muốn người ta cười mình phải cười. Hoặc là mình nói làm sao nó có cái như vậy thì vậy là cười. Đức Tôn dạy không cười là những trường hợp là dư thừa, là cười nói đùa giỡn dư thừa. Nhưng mà tùy theo cái thái độ của hội chúng hay là tâm tư của hội chúng mà chúng ta có sự thay đổi khác nhau. Như vậy thì miễn làm sao người nghe đến chỗ giải thoát. Nhưng Thế Tôn dạy cho chúng ta là trang nghiêm là tốt hơn là như vậy. Cho nên chúng ta phải ứng dụng giới một cách là thích hợp. Ngày xưa thầy có gặp một số vị hòa thượng á, là các ngài giữ giới rất là máy móc, rất máy móc. Thầy có các vị nghe mà vị hòa thượng mà thầy quý kính vô cùng mà ngài giữ giới tới mức khó chịu vậy đó. Của đàn na thí chủ là không được tốn kém. Cho nên cái tủ lạnh á, là muốn thầy uống nhưng một cái ly nước Coca-Cola là ngài lấy một lon Coca-Cola bỏ vô tủ lạnh, bảo thầy ngồi chờ nửa tiếng cho nó lạnh nó uống. Xong rồi á, nó vừa lạnh đem ra uống là ngài biểu tắt điện ở tủ lạnh đi, nó khỏi tốn điện. Mà chúng ta thấy cái nào nó tốt hơn này? Cứ tắt mở tốt hơn chứ. Rồi ví dụ như ngài đang coi TV vậy đó, đang coi TV cái thấy hai đứa trai đứa gái nó chạy lại á, ngày cầm remote tách kịch. Mình tu hành mình nhìn chi cánh đó cô. Chập chập cô tôi. Nó qua chưa? Dạ qua rồi á. Bấm lên thấy nó chung mình nó còn ném tay. Chắc nữa. Trời không được. Đứng ngồi coi TV mệt vô cùng. Khỏi coi cho rồi. Có khi ngày đó là ngày giữ giới. Cái cách giữ giới của ngài nó lạ lắm. Nhưng mà nó điều đó kinh điển Phật nói đó. Mấy ông có thấy không? Chúng ta thấy rất là khó phải không? Rất khó. Rồi ví dụ như thầy gần họ đó, thầy gần họ tỉnh Cớ Châu, thầy với ngài chơi cờ tướng. Ngài chơi cờ tướng mà có những cái điểm ngài nhắc nhở thầy cứ nhớ mãi. Ví dụ như đi vào bán cờ thì á một ván cái mình bị sơ ý, bị mất con xe. Mà mất con xe thì tôi mà thấy là cái lực lượng mình thua hắn rồi, giận quá bỏ cờ xuống, nói thưa ngài thua, nó không có được. Thì con nghĩ con thua, con quyết định thua, nó nói không có được, còn đi được là phải đi. Và ngài nói rằng á, mình tuy rằng mình ở thế yếu nhưng con người ai cũng sẽ bộc phát sự sai lầm. Khi đang làm Phật sự ma đạo mình thua nó, nhưng mà nếu như mình kiên trì thì trong con đường của ma đạo đó nó bộc phát sai lầm, đó là cái cơ hội mình cân bằng lực lượng với nó, không có được bỏ cuộc. Ngài nói rằng cuộc đời con cũng bỏ cuộc được mấy lần. Cho nên bất cứ giá nào còn đi được con phải đi. Thì lúc đó mình thấy mình cầm cờ lên. Nó khó chịu, ngài nhìn ngài nói. Cái khó chịu đó là sự thất bại. Tại sao? Vì cái khó chịu nó chi phối cái trí của con. Con biết con yếu, con biết người ta mạnh nhưng con không có được khó chịu. Lại thêm bài học. Em rốt cuộc còn tướng thôi, đi qua đi lại à. Ngài còn có một con chốt thôi, ngài xịt qua, ngài xịt lại, ngài không đi tới cho mình chết. Cái nó thua, nó không được. Giờ thưa ngài, con không đánh thắng được nữa, làm gì không được. Còn một nước đi là phải đi.
Đó. Thì nó vẫn chưa bỏ cái suy nghĩ là bỏ cuộc. Còn thứ mình biết chắc rồi là mình nghĩ tới đó mình bỏ cuộc được rồi. Nhưng mà cái ý nghĩ bỏ cuộc của mình, Ngài không cho phép mình sinh ra ý nghĩ đó. Và sau này chúng ta thấy ông gì làm với Tesla đó. Ông có nói rằng là kéo dài 2 ngày nữa thôi là công ty của ông khai phá sản. Lúc mà ông phát minh ra xe cộ chạy bằng điện đâu có ai tin tưởng. Không ai tin tưởng. Bây giờ mỗi công ty nó phát minh xe điện rõ ràng là nó gì? Nó ăn theo cái sự thành công của ông. Tại vì ông là gì? Ông đã thuyết phục được người dùng. Lúc mà xe điện mới ra đâu có ai tin tưởng hoàn toàn. Đâu có chuyện xảy ra. Cho nên khổ biết bao nhiêu và không có tiền trả lương, vẫn phải nói cứng nói mạnh. Ví dụ như bây giờ đại học Sakya của chúng ta, một cái trường đại học đâu phải ít tiền. Nhưng mà ai hỏi thầy tiền đâu có, tiền lãng gia gì lo gì. Tức là chúng ta phải chịu đựng. Chịu đựng tới mức là cỡ nào cũng phải chịu đựng, không được bỏ cuộc. Cái ý nghĩ đó nếu như nó không có được khung đúc giữ gìn ở trong tâm chúng ta thì làm sao chúng ta thành công? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ thành Phật, chúng ta còn dám nghĩ kia, đừng nói xoay trường đại học ăn nhầm gì. Cái đúng vậy không à? Mà các vị có nghĩ mình thành Phật không? Không nghĩ các vị quy y Tam Bảo ông chí. Vậy là quy y Tam Bảo là để chờ Phật cứu giúp phải không à? Đừng nghĩ như vậy. Mình là một Phật tánh, mình quy Tam Bảo để thành Phật. Và khả năng thành Phật mình có thì mình sẽ thành Phật. Ý nghĩ đó mình còn dám khởi lên ý nghĩ đó thì đừng nói chi là những chuyện khác. Cho nên việc mà chơi cờ tướng nó không phải là lãng phí thời gian. Còn cái vị hòa thượng mà ghét của đàn thí chủ ăn chơi cờ tướng, thì hôm đó thầy với hòa thượng đang chơi cờ tướng, vị hòa thượng kia đi qua thấy bỏ đi về liền. Thầy ngày sau thầy hỏi vậy, thưa ngài, hôm qua ngày qua có việc gì không? Tôi qua có việc quan trọng mà tôi thấy chơi cờ tướng tôi không muốn nói nữa. Chúng ta thấy không? Tức là chúng ta thấy cái dụng tâm dụng ý của hai vị hòa thượng, một vị kiểu này một vị kiểu kia. Cho nên hành Bồ Tát đạo họ không có vướng mắc vào bất cứ một cái hình thức nào. Còn cái người mà trụ trong giới thanh văn là họ vướng mắc, thì cái giới đó cũng không phải là sự thanh tịnh. Hiểu được chưa? Mà giới của Phật mà giữ như vậy cũng không thanh tịnh, đừng nói chi là không phải giới Phật nữa thì thôi, không có gì để bàn. Cho nên khi chúng ta học giới, chúng ta nắm được những cái yếu lý như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Thế Tôn nói giới của Đại Bồ Tát là thanh tịnh. Mà vì giới mà chẳng phải là giới, vì chẳng phải là có, vì quyết định rút ráo, vì lợi ích chúng sinh. Cho nên trong tinh thần phóng khoáng mà thành tựu, đây gọi là giới thanh tịnh của Bồ Tát. Cảm ơn các vị đã lắng nghe, chúng ta dừng ngắn đây. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.